Rõ rồi. Nghe rõ rồi cái gì? Dạ vâng, dạ vâng. Ok. Rồi, nghe rõ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt được cái bài tôi sẽ giảng cho các bạn là năm nay I4 lớp mình có khóa mình là có bao nhiêu bạn nhỉ? Đây là thầy có 147 bạn đang học. Thì khóa mình có bao nhiêu bạn tất cả? Dạ thưa thầy, lớp hai lớp Y và lớp Răng của chúng tôi có tổng khoảng gần 180 bạn thầy ạ. Thế thì hôm nay thì đối với các bạn sinh viên Y6, Y4 chúng ta sẽ còn còn có thời gian là còn Y5 và Y6 nữa. Thì mục tiêu của Y4 đa khoa chúng ta thì sẽ là biết được thế nào là cái điện tâm đồ bình thường và chẩn đoán một số những cái bệnh lý về rối loạn nhịp ở trên điện tâm đồ. Thế còn những cái bệnh lý khác ví dụ như là nhồi máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái bài học riêng nhé, là bài hội chứng mạch vành gồm có đau ngực không ổn định, đau ngực ổn định và hội chứng nhồi máu cơ tim cấp, thì cái đấy sẽ chúng ta sẽ có bài riêng. Thì hôm nay thì tôi sẽ trao đổi với các chúng ta về cái bài điện tâm đồ bình thường và một số bệnh lý trên điện tâm đồ. Trước tiên là chúng ta phải đi vào cái mục tiêu học tập của bài này. Thì đối với cả sinh viên thì chúng ta cần phải biết được thế nào là một cái điện tâm đồ bình thường và các cái triệu chứng điện tâm đồ của những biểu hiện của tim như là dày các buồng tim hay phì đại các buồng tim như phì đại thất, phì đại nhĩ và đặc điểm một số những cái của điện tâm đồ của cái rối loạn nhịp, ví dụ như là bloc nhĩ thất nhá, thì chúng ta sẽ nắm được những cơ bản những cái đó. Còn sau này đến khi nào các bạn đến I6 thì chúng ta sẽ học là chẩn đoán một số rối loạn nhịp tim thường gặp và cách xử trí những rối loạn nhịp tim đó. Thì lúc đấy chúng ta sẽ biết, sẽ học, chúng ta sẽ đi lại một lần nữa về những cái bệnh lý về rối loạn nhịp và có các cái hướng xử trí như thế nào. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần nắm được một số những cái đặc điểm thôi nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải định nghĩa điện tâm đồ là gì. Đấy, điện tâm đồ thế nào gọi là điện tâm đồ, thì ngay cả cái chữ này nó chỉ có ba chữ thôi là điện tâm đồ, tức là gì? Nó là một cái đồ thị hay là một cái đường cong ghi lại các biến thiên dòng điện do tim phát ra khi hoạt động co bóp, tức là khi quả tim nó co bóp thì nó ghi tạo ra điện học và nó tạo ra một cái đồ thị, những cái đường cong và người ta ghi lại cái đường cong đó thì gọi là điện tâm đồ nhé. Thế còn khi quả tim nó không co bóp nữa rồi, tức là quả tim nó không co bóp, nó nằm yên thì điện tâm đồ sẽ không có và nó sẽ biểu hiện là một đường thẳng, đấy người ta gọi là vô tâm thu, tức là tim không có hoạt động điện được. Thế thì cái máy điện tâm đồ, đây là máy điện tâm đồ đầu tiên người ta ghi cách đây đến hơn một thế kỷ rồi, hơn một thế kỷ là cái máy điện tâm đồ đầu tiên người ta bao điện tim, người ta ghi lại dòng điện chạy qua cơ thể người và người ta ghi được cái điện tim đấy. Đấy là người đầu tiên là cái ông Eindhoven, William Eindhoven người Hà Lan, một giáo sư về một nhà bác học về y khoa, ông ấy đã nghĩ ra cái máy, ông đã tìm ra sáng chế ra được cái máy ghi điện tâm đồ đầu tiên. Thế và bây giờ thì cái máy to như thế và nó đã được tích hợp trong cái máy rất là nhỏ với kỹ thuật số, thì đây là máy điện tâm đồ ngày nay rất là đơn giản và có gắn các chuyển đạo trước tim và chuyển đạo ngoại biên, ghi hoàn nhìn toàn bộ, ghi toàn bộ hoạt động điện của quả tim, nhĩ phải thất phải, nhĩ trái thất phải, mục nhĩ trái thất trái một cách rất là đơn giản. Vậy thì cơ sở nào của điện tâm đồ, đó là người ta dựa vào cơ sở là hệ thống dẫn truyền trong tim và điện sinh học của tim. Thế như chúng ta biết là năm Y2 chúng ta học sinh lý rồi đúng không ạ? Thì cơ tim nó luôn luôn có bốn tính chất. Thứ nhất là gì? Tính chất là tự phát xung động đúng không ạ? Hai là tính co bóp. Thứ ba là tính dẫn truyền. Và cái thứ tư nữa là tính trơ. Tất cả bốn cái đặc tính của các cái tế bào cơ tim này thì nó được thể hiện rất rõ qua cái hệ thống dẫn truyền và điện sinh lý học của quả tim. Hệ thống dẫn truyền của quả tim là như thế nào? Thì chúng ta thấy hay các bạn đi lâm sàng I3 hay thấy các thầy có nói là nhịp xoang. Vậy nhịp xoang là cái gì? Nhịp xoang nó là một cái nút, nó là nhịp phát ra từ một cái nút gọi là nút xoang. Nút xoang này là được tạo bởi một số những cái tế bào cơ tim biệt hóa có tính chất phát xung động và dẫn truyền. Nó nằm ở nơi đổ về của tĩnh mạch chủ trên và trần của nhĩ phải. Trong một đám tế bào này gọi là nút xoang và nó là chủ nhịp tự nhiên của quả tim của chúng ta. Con người bình thường chúng ta đập là nhịp đập bình thường, đấy là của nút xoang.
với tần số là khoảng từ 60 cho đến 100 chu kỳ một phút. Các tín hiệu xung động từ nút xoang dẫn qua các đường liên nút đến nút nhĩ thất. Nút nhĩ thất này cũng là một đám những tế bào cơ tim được biệt hóa ở vùng trên của vòng van ba lá, nơi ở trong rãnh nhĩ thất gọi là nút nhĩ thất. Và nút nhĩ thất này nó nhận xung động hoàn toàn từ các nút xoang xuống và chuyển xung động xuống hệ thống His-Purkinje, và bản thân cái nút nhĩ thất này nó cũng phát được xung động. Cho nên nếu khi nhịp xoang mà nó không phát xung động, tức là nhịp xoang nó bị liệt, nó đứt hết cả đường dẫn truyền từ nhĩ xuống thất, thì nút nhĩ thất nó cũng tự phát xung động và thường nhịp tần số nó chậm hơn so với nút xoang khoảng từ 40 đến 60 chu kỳ một phút. Từ nút nhĩ thất thì nó dẫn truyền dòng điện điện học, hệ thống dẫn truyền của tim nó sẽ dẫn qua một hệ thống nó gọi là bó His. Đây là một hệ thống những tế bào cơ tim biệt hóa được thành đường dẫn truyền, và những cái truyền dẫn truyền xung động này, bó His này, nó cũng tự phát ra được xung động, và mỗi xung động của nó phát ra cũng khoảng 40 đến 60 chu kỳ phút. Bó His nó rất là ngắn, nó chỉ có kích thước nó chỉ có khoảng 1 đến 1,5 cm, sau đó nó đi nằm ở trong vách liên thất và nó lập tức nó chia ra thành các cái nhánh phải, nhánh trái của bó His. Đây là nhánh phải và nhánh trái của bó His. Nhánh trái người ta có nó còn chia tiếp ra là nhánh trái trước và nhánh trái sau, nó ôm trọn vẹn, ôm như hình một cái bọc ôm trọn cái thất trái và tận cùng với các tế bào cơ tim bởi lượng mạng lưới Purkinje. Đây là những mạng lưới, những tế bào thần kinh, những tế bào dẫn truyền tim hoạt động theo cơ chế synap, và nó sẽ đến tận từng tế bào cơ tim một. Và cái quá và tất cả những cái hệ trên con hệ thống dẫn truyền này của quả tim đều có thể phát xung động, tuy nhiên với tần số rất khác nhau. Ví dụ như ở mạng Purkinje này, khi phát xung động thì nó chỉ phát tần số khoảng 20 đến 40 chu kỳ phút thôi. Cho nên nếu các bạn để ý đi khi mà đi trực ở khoa cấp cứu, nếu thấy nhịp tim bệnh nhân rất rời rạc khoảng 20 lần một phút, thì các bạn phải hiểu lúc đấy là gì. Lúc đấy là toàn bộ cái hệ thống dẫn truyền từ nút xoang, nút nhĩ thất này nó đã không hoạt động nữa rồi, và quả tim chỉ còn đập nhờ những cái kích thích của những cái mạng Purkinje, tức là chỉ còn một vài những tế bào cơ tim có thể co bóp được, cho nên nhịp tim nó thường là rất là rời rạc, chỉ khoảng 20, thậm chí là có thể là vô tâm thu. Vậy thì nhịp xoang bình thường sẽ là như thế nào? Nhịp xoang bình thường là xung động phát từ nút xoang, và chúng ta sẽ thấy rằng biểu hiện trên điện tâm đồ của nó sẽ có biểu hiện phức bộ PQS-TUV. À, tôi sẽ lấy một phút để ký. Thì biểu hiện nó sẽ là trên điện tâm đồ nó sẽ là sóng PQRST-U, có sóng U nữa là một cái sóng sau sóng T, thì chúng ta có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy ở trên các chuyển đạo, nhưng mà biểu hiện trên điện tâm đồ của nó sẽ là sóng P. Vậy thì sóng P sẽ là của cực cực ở đâu? Phức bộ QRS này là cực cực ở đâu và sóng T sẽ là cực cực ở đâu? Thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ làm quen. Sóng P chính là gì? Chính là cực cực của tâm nhĩ. Như chúng ta biết trong sinh lý hóa học rồi, thì quả tim chúng ta sẽ co bóp, nó không phải co bóp đồng thời cả nhĩ cả thất, mà sẽ co bóp một cách tuần tự theo xoắn theo trục của quả tim, và đầu tiên là nhĩ bóp rồi nhĩ giãn ra đến thất bóp, nó có tuần tự như vậy. Thì ở trên cái điện tâm đồ chúng ta nhìn thấy sóng P chính là cực của nhĩ, tức là gì, cơ nhĩ bóp. Sau đó thì dẫn truyền đến nút nhĩ thất biểu hiện là một đường đặc điện, và đấy chính là khoảng PQ hay còn gọi là khoảng PR, đây khoảng PQ. Sau đó dẫn truyền sẽ được tiếp tục lan xuống rất nhanh qua bó His và qua nhánh phải, nhánh trái đến mạng Purkinje hoặc đến mạng lưới Purkinje. Biểu hiện ở trên điện tâm đồ này là một cái khử cực ở vùng vách, và chúng ta có thể nhìn thấy trên điện tâm đồ là có sóng Q rất là nhỏ, thường là dưới một cái ô vuông con, tức là dưới một dưới 0,1 mV. Đấy là hiện tượng khử cực của ở vùng vách liên thất ra các cái mạng Purkinje. Sau đó khi đã có hiện tượng khử cực rồi, kích thích toàn bộ cơ thất thì cơ thất sẽ bắt đầu co bóp thất phải và thất trái, biểu hiện trên điện tâm đồ là phức bộ QRS. Như vậy phức bộ QRS này các bạn nhìn thấy nó có đặc điểm gì? Nó các bạn nhìn thấy nó rất là cao này, nhọn và sắc nét so với cả cái sóng P đoạn thì nó tù 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 thấp này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khối cơ thất nó rất là dày,
sức bóp của cơ thất rất là lớn, nó cung cấp một cái lượng máu, đưa một lượng máu rất là lớn đi nuôi cơ thể. Một phút nó có thể bơm máu đến khoảng 1 phút là sẽ khoảng là đến 4 đến 5 lít máu sẽ bơm đi nuôi cơ thể. Cho nên cái phức bộ QRS các bạn nhìn nó rất là cao, nhọn, rõ ràng. Cái này gọi là phức bộ QRS bởi vì nó là cực cực của cả thất phải và thất trái. Cho nên chỉ cần có một vài những cái biến đổi, ví dụ như là thất phải kém có bóp hoặc thất trái kém có bóp, thì phức bộ QRS nó sẽ biểu hiện là các cái biểu hiện, ví dụ như là nó tăng kích thước hoặc là nó giãn rộng ra. Giãn rộng có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian dẫn truyền trong thất nó sẽ kéo dài hơn. Sau khi quả tim nó co bóp xong rồi thì quả tim nó sẽ làm gì? Lúc đấy co bóp, tim bắt đầu giãn ra và lúc đấy biểu hiện trên điện tâm đồ, lúc đấy không còn điện thế hoạt động nữa, là biểu hiện là một đường đặc điện. Đấy. Hay người ta còn gọi đây là một cái khoảng sau phức bộ QRS đến trước sóng T. Và cuối cùng là thời gian tái cực hoàn toàn là quả tim thư giãn trước khi bước vào một nhịp mới, một nhịp cơ sở mới, thì lúc đó là biểu hiện là có một cái sóng T. Sóng T đặc điểm là dốc, là thường là sóng T thường dương và sườn lên thì thường thoai thoải và sườn xuống thì là thường thường dốc hơn. Và như vậy thì trình tự hoạt hóa bình thường của một chu chuyển một nhịp tim sẽ là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đấy là cực cực của nhĩ, đúng không ạ? Sóng T sau đó dẫn truyền từ sóng nhĩ xuống dưới sóng thất, biểu hiện là đường đặc điện, biểu hiện là PQ, và sau đó cực cực thất. Cực cực thất biểu hiện là phức bộ QRS, và sau đó thì quả tim bắt đầu giãn ra, giãn tối đa là kết thúc của sóng T, đấy là thời gian tái cực. Và người ta đo các thời khoảng quan trọng nhất ở trên điện tâm đồ, chúng ta chú ý đấy là gì? Khoảng PQ, tức là đo bắt đầu sóng T cho đến khi bắt đầu của sóng Q, tức là khoảng PQ, tức là thời gian cực cực và dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Sau đó chúng ta sẽ chú ý quan tâm đến khoảng là khoảng thời gian dẫn truyền trong thất, tức là QRS. Bình thường nó rất thanh mảnh, nó thường là dưới, nó thường dưới 0, thường là rất thanh mảnh và là thường là dưới 0,10 giây, tức là dưới thường là kích thước của nó là dưới 100 mili giây. Các bạn có nghe được không? Các bạn có nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ không? Có nghe được không? Ok, thế tốt rồi. Thế tiếp tục, người ta quan trọng, người ta chú ý tiếp đến khoảng thời khoảng thứ hai, đấy là thời khoảng người ta gọi là QT. QT có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ thời gian cơ thất co bóp này cho đến cơ thất giãn ra, tức là giống như chúng ta nắm chặt tay vào và mở tay ra, đấy thì là cái khoảng cả khoảng đấy người ta gọi là QT, tức là đo từ bắt đầu từ sóng Q cho đến kết thúc của sóng T, các bạn nhớ nhé, kết thúc của sóng T. Đấy. Thì đấy là cái khoảng QT người ta quan trọng, đấy là những cái người ta chú ý. Thì sau này các bạn sẽ học ở những cái chương trình cao hơn nữa, sẽ nắm được cụ thể hơn nữa. Thế là hết một cái nhịp tim, sau đó lại đến một nhịp tiếp theo. Các bạn nhớ như vậy nhé. Vậy thì cách ghi điện tâm đồ như thế nào? Khi mà phát hiện là quả tim chúng ta đập được như thế thì chúng ta sẽ phải ghi điện tâm đồ như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái máy người ta gọi là máy ghi điện tim. Và khi sử dụng máy ghi điện tim thì chúng ta phải kiểm tra các máy. Thứ nhất là nó có điện không đã? Thì ghi điện tim máy nó hoạt động bằng điện mà. Thì thường các máy nó có cái cục pin ở trong ấy. Thế nên là thường có chúng ta phải để ý xem máy nó có bị hết pin hay không, hoặc dây có cắm hay không, có máy đã được khử nhiễu chưa. Và bệnh nhân, nguyên tắc ghi điện tâm đồ là bệnh nhân luôn luôn phải nằm ngửa, đúng không ạ? Nằm sấp thì chúng ta gắn thế này, chúng ta chui xuống dưới gầm giường cũng chẳng lắp cho bệnh nhân, đúng không? Cho nên bệnh nhân luôn luôn phải nằm ngửa, thẳng người trên một mặt giường, tốt nhất là người ta nằm song song với mặt đất đấy, và thật tư thế thật thoải mái, đừng có gồng người lên. Và sau đó thì chúng ta mắc các bản điện cực. Các bản điện cực là gì? Đó là những cái điện cực mà để chúng ta ghi lại những cái hoạt động điện một cách gián tiếp từ tim, ở thường lắp ở vùng cách chi và các vùng trước tim. Đây là hình ảnh lắp điện tâm đồ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bệnh nhân nằm, chúng ta sẽ lắp các cái nằm thẳng song song với cả mặt đất, và sau đó thì chúng ta sẽ lắp các cái chuyển đạo. Thì lắp như thế nào? Thì chúng ta người ta lắp các cái chuyển đạo này mục đích là gì? Mục đích là chúng ta để nhìn toàn bộ cái quả tim này xem nó hoạt động như thế nào. Đấy, cho nên là người ta có cái chuyển đạo, ví dụ V1, V2 người ta nhìn rõ ở cái vùng thất phải, hoặc là V4, V5, V6 thì hoặc là V4, hoặc V3, V4 là nhìn thấy vùng mỏm tim, V5, V6 nhìn thấy cái vùng thành bên của quả tim. Cho nên là những cái điện tim này giống như là những cái khung cửa sổ ấy,
các bạn muốn nhìn vào trong một cái nhà mà có mỗi một cái khung cửa sổ, ta chỉ nhìn đến một hướng thôi, nhưng mà nếu mà có khung cửa sổ nhiều thì chúng ta nhìn nhiều hướng, chúng ta nhìn đến toàn thể toàn cảnh ở trong cái ngôi nhà đó như thế nào nhé. Các chuyển đạo thì người ta còn có các cái chuyển đạo ngoại biên. Các chuyển đạo ngoại biên là các chuyển đạo lưỡng cực, người ta gọi là hay là hai cực chi, tức là phải có cực điện cực âm và điện cực dương. Thì những cái chuyển đạo đó người ta thường ghi gián tiếp mắc ở ở tay, ví dụ như là chuyển đạo D1 người ta sẽ mắc ở tay phải và tay trái, D2 sẽ là ở đâu, ở tay phải và chân trái, và D3 sẽ là tay trái chân trái, ví dụ như thế. Và người ta ghi những cái điện cực, những cái hoạt động của quả tim theo cái mặt phẳng trắng, tức là nhìn quả tim chúng ta nhìn theo cái trục quả tim trên theo không gian 3 chiều, như là cái đồ thị, như cái trục hoành và trục tung ấy. Đấy, chúng ta nhìn ở đây trên trục tung, và sau đó sẽ có một cái nữa mặt phẳng nữa là trên trục hoành, thì chúng ta sẽ ghi được. Và một cái điện tâm đồ tiêu chuẩn chúng ta sẽ ghi, chúng ta sẽ thấy là cái chuyển đạo D2 ấy, tức là từ tay phải cho đến chân trái, thì nó sẽ bằng tổng của cái từ tay trái, từ tay phải sang tay trái và từ tay trái xuống chân trái. Tức là gì, cái cạnh D2 này nó sẽ bằng tổng của D1 cộng với D3. Các bạn cứ để ý trên điện tâm đồ, các bạn nào khi nào đi lâm sàng có được quay lại đi lâm sàng thì các bạn sẽ thấy cái điều này nó sẽ rất là rõ. Ngoài ra thì các cái chuyển đạo trước tim, các chuyển đạo ngoại biên, nó còn ngoài ba cái chuyển đạo gọi là hai cực có cực âm cực dương, thì người ta nó còn có ba cái chuyển đạo nữa là chuyển đạo đơn cực chi tăng cường. Cái đơn cực chi tăng cường này thì nó rất là bé và nó rất là điện thế, nó rất là nhỏ. Thế tuy nhiên khi nhỏ như vậy thì người ta nó cũng phải khuếch đại lên, người ta ghi là các chuyển đạo đơn cực chi AVR, AVL và AVF chủ yếu có giá trị cho chúng ta xác định cái việc tư thế của quả tim, tư thế của quả tim như thế nào. Như tôi đã nói các bạn, các chuyển đạo ngoại biên chúng ta nhìn là trên như cái trục tung đúng không ạ, cắt dọc của bổ đôi cơ thể cơ người theo theo chiều dọc, thì sẽ còn có những cái mặt chuyển đạo theo mặt phẳng nằm ngang, theo mặt phẳng nằm ngang tức là cắt đôi cơ thể người nằm ngang. Đấy chính là các chuyển đạo trước tim. Chuyển đạo trước tim này chính là các chuyển đạo đơn cực, và người ta ký hiệu bằng V1 cho đến V6. Người ta mắc ở trên thành ngực, bao giờ cũng bắt đầu từ bên phải sang bên trái, bắt đầu từ biển liên sườn 4 cạnh ức bên phải, người ta ngay cạnh sát cạnh ức bên phải người ta mắc, đấy là chuyển đạo số 1, đặt tên gọi là V1. Đấy. Thế và đối diện sang qua xương ức đấy là V2, và lần lượt V4 là đường giữa đòn bên trái ở liên quan liên sườn 5, giữa V4 và V2 sẽ là điện cực V3, và đường mạch trước ở liên sườn 5 sẽ là V5, và đường mạch giữa ở liên sườn 5 sẽ là V6. Và như vậy quả tim đã được nhìn từ phía lần lượt từ phía trước này sang thành bên và gần ra thành sau nữa. Trong một số trường hợp đặc biệt người ta còn ghi các điện tim, người ta muốn nhìn thêm quả tim này kỹ hơn, người ta còn ghi thêm V7 ở đường mạch sau này, V8, V9 người ta ghi hẳn ra thành sau này nữa để người ta phát hiện. Hoặc người ta muốn nhìn cái tim phải, người ta lại ghi cái chuyển đạo V3R, V4R ở bên phải. Đấy, để nhìn quả tim cho nó rõ hơn. Đấy, tóm lại là gì? Nó như cái trong một cái nhà chúng ta có càng nhiều cửa sổ thì chúng ta càng nhìn được bên trong có nhiều người hay ít người. Đấy. Thì khi ghi các cái chuyển đạo trước tim này V1, V2, V3, V4, V5, V6 thì các bạn sẽ nhìn thấy điện tâm đồ nó sẽ biến đổi dần. Các bạn chú ý nhé. Đây là chúng ta ghi các cái hoạt động thì chúng ta để ý này, cái QRS V1 chẳng hạn. Chúng ta nhìn thấy sóng S nó rất là nó sâu vừa vừa thế này. Đấy. V2 sóng S lại sâu hơn nữa này. Đến V3 thì chúng ta nhìn thấy sóng R cũng bắt đầu cao lên và sóng S vẫn sâu này. Đến V4 chúng ta nhìn thấy sóng R cao tương đương với cả sóng S đúng không ạ? R với S này gần như là triệt tiêu nhau. Thế và đến V5, V6 thì chúng ta thấy sóng S bé xíu, chỉ còn lại sóng R thôi. Đấy là do vị trí nó nhìn các hướng vào buồng tim. Các bạn nhìn thấy nó tuần tự như thế. Tức là tuần tự sóng R từ nhỏ, từ thấp này, thấp cho đến cao dần lên, và sóng S thì từ cao cho từ từ sâu cho đến bớt sâu dần đi. Đấy. Thì đấy là cái kỹ thuật ghi điện tâm đồ nhé. Và chúng ta nhớ lại những lời tôi vừa nói với các bạn, chúng ta nhớ nhé, 6 chuyển đạo ngoại biên nhìn quả tim theo mặt phẳng trắng hay là trục tung, còn 6 chuyển đạo trước tim tức là V1 đến V6 nhìn điện nhìn quả tim theo mặt phẳng nằm ngang, tức là nó sẽ ghi được điện thế như vậy nhé. Và mỗi cái chuyển đạo đều có một cực dương và một cực âm, và dòng điện thì luôn luôn di chuyển từ âm đến dương đúng không? Như là các bạn thấy rồi, như là quy luật thôi, là hút
cực dương bao giờ nó cũng hút cực âm đúng không ạ? Đó, nên là điện cực điện tim nó luôn luôn đi từ cực âm đến cực dương nhé, và nó đến ở dương ở chuyển đạo nào thì nó sẽ điện tâm đồ nó sẽ sóng R nó sẽ cao dương lên ở cái chuyển đạo đó. Vậy thì khi chúng ta ghi được cái bản ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo thì chúng ta sẽ đọc điện tâm đồ như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta phải phải nắm được một số những cái quy luật trước khi chúng ta đọc cái điện tim. Tức là gì? Tức là điện tâm đồ nó sẽ ghi trên một cái tờ giấy. Cái giấy đấy thì nó sẽ được thước đo hóa các bạn nhé, nó sẽ thước đo hóa. Tôi xin lỗi một phút, tôi có một cái điện thoại. À, thì mỗi cái tờ giấy này tôi lại bắt đầu tiếp, mỗi cái tờ giấy đo này thì người ta sẽ có những cái thước đo luôn ở trong cái tờ giấy này, để thay bằng việc chúng ta sẽ sử dụng những cái thước, ví dụ như những cái thước tính bằng cm chúng ta đặt lên, thì chính những cái giấy đo này nó có những cái thước luôn. Và một cái thước thông dụng nhất là ở ghi ở tốc độ giấy, ghi ở tốc độ 25 mm trên giây, tức là cái vòng của nó là cứ 25 mm trên một giây, thì người ta sẽ thấy rằng là có những cái ô lớn ở trên cái giấy điện tâm đồ này, những cái ô vuông to. Đấy, một cái ô vuông to này nó tương ứng với cả 200 ms giây, hay gọi là 0,2 giây. Và trong một cái ô vuông to này lại có 5 cái ô nhỏ, 5 cái ô bé xíu này. Mỗi cái ô bé xíu này tương đương với 0,04 giây hay là 40 ms giây. Thì ta thấy là 40 nhân 5 thì nó bằng 200 ms giây, thì bằng cái ô vuông to này. Thì đối với cả trục hoành, đấy, đối với cả trục hoành hay đường thẳng nằm ngang này thì người ta tính bằng giây hay là ms giây nhé. Thế còn đối với cả trục tung, đây, cái cạnh trên của cái hình vuông này thì tính bằng milivolt. Mỗi cái ô vuông con này kích thước là 1 mm, các bạn nhớ nhé, là 1 mm. Thì mỗi cái ô vuông con này người ta tính bằng milivolt, và người ta thấy rằng cứ một cái ô vuông to này, một cái ô vuông con bé xíu này này là 0,1 milivolt, và một cái ô vuông to đùng này này, bạn nhìn trên hình này, ô vuông to với đường kẻ đậm này là chiều cao này là 0,5 mV, và hai cái ô này có nghĩa là 1 mV, tức là hai ô này cũng là tương tự là 1 cm và là 1 mV. Thì các bạn nhớ thế nhé, cái hai này là 1 mV. Và khi điện tâm đồ chúng ta ghi được đây là có hai chuyển đạo đúng không ạ, đây à đây là có hai nhịp tim đúng không ạ, đây là một nhịp này, đây là một nhịp, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây trên cái giấy, đây giấy điện tâm đồ, các bạn nhìn thấy những cái vạch to này rõ này, thì đây đấy là một cái ô vuông nhá, đấy 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, đấy có một, đây là một cái ô vuông, cứ từng ô vuông một, đây là do nó in lên nên là không, nên là nhìn như hình chữ nhật nhưng thực chất là những cái ô vuông. Thì chúng ta sẽ đo đo các cái khoảng dựa vào những cái ô vuông đấy, các bạn nhìn đây, trục tung sẽ tính bằng giây hoặc là mili giây, còn trục hoành thì trục hoành chúng ta tính bằng giây hoặc mili giây, và trục tung thì chúng ta tính bằng milivolt. Đấy, ta sẽ đo để như vậy và đo các cái thời khoảng như tôi nói với các bạn rồi, là tần số tim sẽ tính bằng thời khoảng giữa hai cái sóng R như này, thì tính là ra tần số tim và tính các khoảng PR cũng như là khoảng QT dựa vào điện tâm đồ này. Vậy thì cái tiêu chuẩn của nhịp xoang là gì? Khi đọc một cái điện tim chúng ta phải biết thế nào là nhịp xoang. Nhịp xoang là gì? Chúng ta phải thấy được cái sóng P đúng không ạ? Sóng P là nút của nút xoang, mà chúng ta không thấy sóng P thì không thể nào gọi là nhịp xoang được. Và sóng P đấy nó phải dẫn được xuống phước bộ QRS, nên là sóng P luôn luôn đứng trước phước bộ QRS. Và khoảng PQ thì trong giới hạn bình thường, tức là nó PQ thời gian dẫn truyền từ nhị xuống thất nó bình thường. Và đặc biệt các bạn phải nhớ là sóng P thì nó luôn dương ở D1, D2, AVS và nó luôn âm ở AVR. Các bạn chỉ cần nhớ là sóng P có thể dương ở tất cả các chuyển đạo nhưng nó bắt buộc phải âm ở AVR nhé, không thể không được phép dương ở AVR. Và khoảng cách giữa các sóng P thường đều tần số khoảng 60 đến 100 chu kỳ phút. À, đây là một cái điện tâm đồ. Nào, chúng ta sẽ
tôi sẽ cùng đọc với cả các bạn nhé. Trong bài này của tôi cũng có một số cái điện tâm đồ, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi, tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng đọc các điện tin. Còn bây giờ thì tôi sẽ giúp các bạn đọc trước. Nào, chúng ta cùng trên điện tâm đồ này. Đây là một điện tâm đồ 12 chuyển đạo, chúng ta đếm nhé. 1 chuyển đạo, 2 chuyển đạo, 3 chuyển đạo, bên này cũng 3 nữa là 6. Cái này 1, 2, 3, cái này nữa là 3 chuyển đạo nữa là 9. Và cái này 1, 2, 3 nữa, đây là một điện tâm đồ có 12 chuyển đạo. Ký hiệu D1 AV đến AVF ngoại biên, V1 cho đến V6 đây. Chúng ta nhìn thấy nhé. Nào, bây giờ đây có phải nhịp xoay hay không? À, chúng ta nhìn thấy này. Ở D2 chúng ta nhìn thấy sóng P này, đúng không? Như vậy, theo tiêu chuẩn ít nhất là chúng ta nhìn thấy một sóng P trên đường đạo. Đúng rồi, tôi nhìn thấy sóng P đây rồi. Sóng P lại đi trước phước bộ QRS nữa. Đấy, P, QRS. Đúng là nhịp xoang rồi. Nào, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục nhìn xem đặc điểm của sóng P là gì. Nó dương này. D2, D3, D1. V1 cũng dương, V2 dương, V3 cũng dương. V4, V5, V6 đều dương cả. AVF cũng dương, nhưng bạn để ý này. AVR nó âm. Như vậy, sóng P dương ở một số chuyển đạo và luôn âm ở AVR, hoàn toàn chính xác nhé. Khoảng PR này thường không thay đổi. Khoảng PR này thường không thay đổi và nó nằm trong giới hạn bình thường. Nếu chúng ta đo ở đây thì chúng ta thấy là khoảng PR này là khoảng 0,16 mili giây, thì nó nằm từ đầu sóng P cho đến bắt đầu phước bộ QRS, nó nằm trong một cái ô. Nó nằm là bốn cái ô con và nằm trong một cái ô vuông lớn này, khoảng 16 0,16 hay là 160 mili giây. Và đấy là những cái tiêu chuẩn của một cái nhịp xoang. Tần số tim đo như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ xác định ngay với các bạn đây. Xác định tần số tim. Xác định tần số tim bình thường một cách đơn giản là chúng ta đặt cái ống nghe lên ngực, chúng ta đếm. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn đồng hồ, chúng ta đếm trong vòng 1 phút tim đập bao nhiêu lần, thì là chúng ta xác định được tần số tim là rất chính xác. Thì khi ghi điện tâm đồ thì dựa vào tính chất của điện, tính chất là quả tim luôn luôn là đập đều đặn, nhịp nhàng, và người ta có thể tính được tần số tim chỉ bằng hai nhịp tim thôi. Bằng cách là gì? Khi nhịp tim đều người ta đếm số ô lớn giữa hai sóng R. Tức là gì? Đây, hai sóng R đây, hai nhịp tim của bệnh nhân, đúng không ạ? Bùm tặc lấy luôn 26R này, người ta đếm số ô lớn giữa hai cái sóng này, 1 2 3 4 và lấy 300 chia cho số ô lớn này. Đấy. Ví dụ đây là có 1 2 3 4, chúng ta lấy 300 chia cho 4 bằng 75 chu kỳ phút. Như vậy tần số tim bệnh nhân này sẽ là 75 chu kỳ phút, hay người ta gọi là luật 300. Thế tương tự như vậy thì khi mà có 4 ô lớn, đúng không ạ? Giữa là 4 ô lớn thì sẽ là 75. Thế mà giữa hai tần số RR là 5 ô lớn chẳng hạn. 5 ô lớn thì sẽ là 300 chia cho 5 bằng 60, đúng không ạ? 60 phút. Thế nếu mà là tần số tim là chỉ có 3 ô lớn thôi thì là 300 chia 3 bằng 100 chu kỳ phút. Nếu mà tần số tim có 2 ô lớn thì là 300 chia cho 2 bằng 150 chu kỳ phút. Mà nếu là chỉ tần số tim là giữa hai cái R đấy chỉ một ô lớn thôi, tức là tim rất nhanh, đập khoảng 300 chu kỳ phút. Đấy, nhá. Đấy là khi nhịp đều bạn cần nhớ, rất đơn giản như vậy. Tuy nhiên khi nhịp không đều thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Khi nhịp không đều thì chúng ta sẽ phải đếm trong vòng 30 ô lớn, hay gọi là 6 giây, đúng không ạ? Thì một cái ô vuông lớn này có nghĩa là 0,2 giây, đúng không ạ? Thì như vậy 10 ô vuông lớn này, như vậy 5 ô vuông lớn này tương đương với cả 1 giây, và chúng ta sẽ phải đếm trong 6 giây. Tức là những cái ô vuông lớn này chúng ta đếm từ bắt đếm số ô vuông lớn này, và chúng ta đếm 30 cái ô vuông lớn, và đếm trong vòng 30 ô vuông lớn đấy có bao nhiêu phước bộ R ở trong cái 30 ô vuông lớn đấy, thì sau đó chúng ta nhân lên với 10, đúng không ạ? Đếm 6 giây thì chúng ta nhân với 10 là 6, trong 60 giây mà, thì sẽ ra được tần số tim trong 1 phút. Đây nhé, tôi sẽ chỉ các bạn này để chúng ta nhớ luôn ở trên lớp. Chúng ta sẽ đo 30 cái ô lớn trong trên cái đoạn điện tim này, vì đây nhịp tim nó không đều. Đây, đo bắt đầu từ đây chẳng hạn, đo từ đây nhé, đo bắt đầu từ đây. Từ cái số D2 chúng ta gióng xuống này, kéo dài thì đến kết thúc ở đây. Đấy là 30 ô, 30 cái ô vuông. Ta đếm lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân 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 vân. Đến đây là 28, 29, 30. 30 cái ô vuông lớn. Thì trong 30 ô vuông lớn này có 1 tần phước bộ QRS này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Như vậy trong 30 ô lớn này
có 8 phúc bộ QRS, chúng ta chỉ việc lấy 8 nhân với 10 cho tần số tim bằng 80 nhá. Rất là đơn giản như vậy. Nào, bây giờ nhờ một bạn ở trong lớp thì bạn nào cũng được nhé, vì tôi chưa biết hết các tên các bạn. Xác định cho tôi nhịp tim của bệnh nhân này tần số bao nhiêu lần một phút đây. Nhờ một bạn nhé. Lớp trưởng lớp này là bạn nào? Dạ thưa thầy, có ba lớp trưởng cơ, thầy gọi bạn nào cũng được thầy ạ. À, ba lớp trưởng là những lớp nào đây? Dạ lớp IA, IB và lớp răng thầy ạ. IA, IB bằng và lớp răng. Rồi, dạ vâng. Thế mời bạn lớp trưởng lớp I4A. Dạ thưa thầy, em sẽ đếm khoảng cách RR có bao nhiêu số ô lớn ạ? Ừ, thế là tần số này là khoảng bao nhiêu? Dạ em nhìn ở đây thì khoảng đâu đó khoảng độ 3.5 thì ạ. Ừ, hơn 3.5 đúng rồi, bạn nhìn đây này, ví dụ đây tôi chỉ này, đúng không? Hơn 1.02 3.5 tức là khoảng bao nhiêu? Khoảng 85, 86 lần phút đúng không? Dạ vâng, dạ vâng. Ờ, khoảng gần 90 chu kỳ phút. Như vậy đấy là mình có thể đọc điện tim như vậy, các bạn đọc là đúng như thế. Đấy, 3.5 chúng ta thấy là 3.5, 300 thì 3.5 bằng 88. Đấy. Tức là tần số tim khoảng 88 lần phút. Như vậy bạn nào nói là khoảng, tôi thấy có rất nhiều bạn trong cái chat nói là 86, 85 và thậm chí là 90 đều đúng cả nhé, thì tần số nó sẽ ra khoảng là 85 đến 90 chu kỳ một phút. Đấy. Như vậy các bạn đo thế là đúng rồi. Sau khi chúng ta tính được tần số tim rồi, thứ nhất là nhịp xoa, thứ hai tần số rồi, thì bây giờ đến phần tiếp theo là chúng ta sẽ phải xác định trục của điện tim. Các bạn sẽ thấy là người ta hay nói là trục của điện tim. Trục điện tim nghĩa là gì? Trục điện tim nghĩa là trục của quả tim. Quả tim nó sẽ nằm lệch phải, lệch trái hay nằm ở tư thế bình thường, gọi là tư thế trung gian. Thì người ta sẽ dựa vào là tính các cái góc alpha trên cái mặt phẳng quả tim tròn như thế này. Đấy, người ta tính góc alpha dựa một này là từ 0 cho đến 360 độ. Đấy. 0 này, 180 độ này, vòng lên đến quay trở lại 0 này sẽ là 360 độ. Và người ta chia ra làm các cái vùng khác nhau là cửa trên là các bạn thấy là toàn điện âm đúng không? Âm 90, âm 180 và ở phía dưới thì là dương, các chuyển đạo dương. Tôi xin lỗi một phút nhé các bạn nhé, gọi điện thoại. Chờ chúng ta tiếp tục nhé, thì người ta sẽ dựa vào góc alpha. Góc alpha này là được tạo bởi ít nhất là phải hai cái chuyển đạo đúng không ạ? Ví dụ như là các chuyển đạo, ví dụ như D1, D3, D2, D1. Đấy, dựa vào những cái góc, những cái chuyển đạo như này. Đấy, người ta tạo ra những cái góc này, gọi là những cái góc alpha. Và góc alpha, ví dụ như góc alpha là 50 độ chẳng hạn, nó nằm từ 0 cho đến dương 60 là 50 độ, sẽ nằm ở góc này, trục điện tim. Như vậy nó sẽ là bình thường. Nếu mà góc alpha là âm 70 độ chẳng hạn, thế là nó nằm ở đây.
có nghĩa là trục trái đấy, hoặc trục điện kim loại hướng bên trái. Thế mà góc alpha nó là khoảng 150 độ chẳng hạn, thì nó là nằm ở bên đây, gọi là bên trục phải đấy, ví dụ như thế. Thế tuy nhiên để tính các cái góc alpha này thì nó sẽ phức tạp, nó sẽ đòi hỏi chúng ta là nhìn xem điện tâm cái ngoại chuyển đạo ngoại biên nào là tối ưu nhất, là sóng là rõ nhất, thế sau đó là lại chọn cái đối diện cái chuyển đạo mà đối xứng với nó, thế sau đó mới đồng ý tính thì ra góc alpha. Thế thì nó sẽ phức tạp hơn, và trong khi đọc nhanh thì chúng ta cũng không có thời gian để tính được góc alpha đó. Người ta dựa vào một cái quy luật ước lượng dựa vào hình dạng sóng R và sóng S ở D1 và AVF, tức là chúng ta chỉ cần nhớ D1 và AVF thôi, vì D1 nó biểu hiện là của một dẫn của dòng điện từ âm sang dương, và AVF là biểu hiện tư thế phim ở từ trên xuống, và các bạn chỉ cần nhìn vào D1 và AVF là chúng ta có thể xác định được trục của quạt điện kim như thế nào. Đây, mà người ta xác định của trục của điện kim như thế này. Nếu chúng ta nhìn thấy phức bộ QRS ở D1 và AVF nó đều cùng dương như thế này, cùng dương lên, D1 AVF cùng dương, thì người ta nói đây là trục trung gian. Còn nếu mà phức bộ QRS ở D1 và AVF, D1 dương AVF âm nhiều, D1 dương AVF âm thì là trục trái, và ngược lại D1 âm AVF dương thì là trục phải. Còn khi cả hai cái cùng âm thì đấy là người ta gọi là trục vô định hay trục không xác định nhé. Ta chỉ cần nhớ thế thôi là được rồi. Anh xin lỗi, anh đang giảng sinh viên phải một tiếng, phải 11:30 anh khám ấy cho em nhé. Thì khi các bạn sinh viên, các bạn chúng ta nhớ là chúng ta chỉ cần nhớ là nhìn phức bộ D1 đến và AVF là chúng ta có thể xác định được các cái trục của điện tim. Lát nữa sẽ có các cái điện tim đây để cho các bạn sẽ xác định. Trên cái điện tâm đồ này thì chúng ta nhìn nhé, tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Chúng ta chú ý này, đây là D1 này, đây là AVF này, đúng không? D1 và AVF thì chúng ta nhìn lên phức bộ QRS ở D1 là dương, đúng không ạ? Ở AVF này là phức bộ QRS là dương hay là âm? Dương đúng rồi. Bạn nào nói dương là đúng. Như vậy chúng ta nhìn thấy là AVF dương, D1 cũng dương. Như vậy đây sẽ là trục này, người ta gọi là trục trung gian nhá. Trục trung gian, đây là điện tim này là trục trung gian. Như vậy đối với cả một cái điện tâm đồ bình thường thì chúng ta đã đọc này, là nhịp xoang, trục là trục trung gian, tần số tim là từ 60 cho đến dưới 100 chu kỳ một phút. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái hội chứng liên quan đến điện tâm đồ. Đầu tiên là hội chứng dày thắt dày nhĩ, hay còn gọi là tăng gánh thắt hoặc là và tăng gánh nhĩ. Tức là gì? Tức là vì một lý do nào đó, có thể do viêm cơ tim, do suy tim, thì buồng tim nó bị giãn ra, các thành tim nó dày lên chẳng hạn, thì chúng ta trên điện tâm đồ cũng có thể giúp chúng ta chẩn đoán được những cái bệnh lý này. Đầu tiên là đi vào nhĩ phải, đây là hình quả tim, chúng ta nhìn thấy đây là buồng nhĩ trái, đây là buồng nhĩ phải. Dày nhĩ phải có nghĩa là gì? Là buồng nhĩ phải này nó to lên, nó giãn ra, nó to lên. Vậy thì khi dày nhĩ phải nó giãn to lên thế thì bản thân là khi nhĩ nó co bóp nó sẽ phải co bóp lâu hơn, đúng không ạ? Nhĩ nó phải bóp thì nó to, nó giãn ra rồi thì thời gian co bóp phải to hơn. Và biểu hiện ở trên điện tâm đồ của nó là gì? Đó là sóng P rất là cao, sóng P thường cao trên 2,5 mm. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy rõ sóng P ở D2 hoặc D3. AVF là những nơi nhìn sóng P rất là rõ. Các bạn nhìn thấy đây, sóng P rất là cao nhọn và thường là trên 2,5 mm. Đây, sóng to, các bạn nhìn sóng P cao nhọn. Các bạn chỉ cần nhớ là nó như hình chữ A ấy. Đấy, như hình chữ A nhé. Sóng P cao nhọn trên 2,5, đây là 1, 2, 3, 3, 4 ô. Đấy, trên 2,5 mm. Thì người ta gọi đấy là dày nhĩ phải, rất là đơn giản. Vậy thì dày nhĩ trái thì sẽ là như thế nào? Dày nhĩ trái có nghĩa là nhĩ trái nó giãn rất là to này. Nhĩ trái giãn to. Như vậy cái thời gian khử cực từ nút xoang này sang nhĩ này, đấy, nó sẽ bị chậm trễ. Nó sẽ bị chậm trễ đây. Nó sẽ bị chậm trễ và làm cho nhĩ trái, làm cho thời gian dẫn truyền nó bị chậm. Và như vậy cái sóng P này nó sẽ kéo dài ra. Người ta gọi là sóng P rộng. Và khi sóng P rộng cũng trên 2,5 mm thì người ta gọi là dày nhĩ trái. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây, sóng P này này, nó rộng ra, đo từ đầu sóng P này
Nên kết thúc sóng P này, đây là 3 ô đúng không ạ? 1, 2, 3 ô. 3 ô thì người ta gọi là dày nhĩ trái nhá, trên 2,5 mm. Đấy, dày thất phải thì thế nào? Dày thất phải có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thất phải này này, đây là thất trái, đây là thất phải. Cái thất phải này nó bị giãn ra, nó bị tăng gánh lên, dày thất phải này lên thì lập tức nó làm cho cái khi nó dày lên này thì nó làm cho quả tim bị đổ trục. Đấy, đảo cái trục, trục đang trung gian này, trục thường nó sẽ quay về là trục phải. Đấy, nó sẽ quay về là trục phải. Đấy là quay về trục phải và biểu hiện ở trên điện tâm đồ là những cái phức bộ QRS ở các chuyển đạo mà nhìn buồng tim phải như là V1, V2 nó sẽ cao nhọn, biểu hiện là gì? Ở V1, đây V1 đây, các bạn sẽ thấy là R ở sóng V1 cao hơn 7 mm. R V1 chúng ta 7 mm, chúng ta đến đây, một cái ô con xíu này là 1 mm, chúng ta đến đến 7 nó đến đây, cái này là đến tận 9, 10, 11 mm. Đấy, sóng R V1 sẽ cao trên 7 mm và chỉ số R V1 cộng SV5, đây R V1 cộng SV5 trên 11 mm. Thì ta chỉ cần thấy là đối với cả cái sóng R này nó đã ở V1 đã trên 11 mm rồi thì chẳng cần cộng cả sóng S để làm gì nữa. Đấy, thì đấy là biểu hiện của dày nhĩ phải nhá. Và khi chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng như tôi nói là khi dày nhĩ phải khi dày thất phải thì tim nó trục, tim nó sẽ lệch sang bên phải. Thì các bạn nhìn đây này, ở D1 đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy sóng S sâu này đúng không ạ, âm chiếm ưu thế hơn so với sóng R dương đúng không ạ, và AVS thì sóng R vẫn dương. Như vậy đây này là pha âm nhiều và này là pha dương nhiều, như vậy cái này là trục, là trục xu hướng phải. Đấy, nhá, cái chỉ số này RV1 cộng SV5 trên 11 mm, người ta gọi đây là chỉ số Sokolov-Leon. Ông này ông ấy tìm ra từ năm 1949 cơ, cái chỉ số này trong cái việc là chẩn đoán dày thất phải. Đấy, trên điện tâm, trên quả tim khi chúng ta cắt ra chúng ta nhìn thấy cái thất phải nó sẽ giãn rộng như thế này. Đấy, thất phải nó sẽ giãn rộng ra cái vòng van ba lá, các bạn nhìn thấy. Dày thất trái, dày thất trái thì đây các bạn nhìn thấy đây là thất trái, thất trái bắt đầu nó dày lên, nó dày lên, dày lên thì nó làm cho khi nó dày lên nó làm cho quả tim lệch trục chuyển dần về phía bên trái, và khi chuyển trục về trái thì thường sẽ là trục trái và các cái chuyển đạo V4, V5, V6 thì sóng R nó sẽ cao, cao nhọn hẳn lên, sóng V4, V5, V6 R cao nhọn, và ở các chuyển đạo tim trước tim phải như V1, V2 thì sẽ nhìn thấy hình ảnh gián tiếp đấy là sóng S, sóng S thường nó sẽ là sâu, sóng S nó sẽ sâu, bình thường sóng S nó không sâu như thế, đây là sóng S nó sẽ sâu, rộng và sóng R nó sẽ cao. Vậy thì cao và sâu bao nhiêu thì chẩn đoán dày thất trái, người ta cũng dựa vào một cái chỉ số rất là quen thuộc, đấy là chỉ số Sokolov-Leon. Đối với chúng ta cũng phải nhớ cái chỉ số đó là chỉ số Sokolov-Leon, tức là gì? R ở V5, chúng ta nhìn thấy R ở V5, đây sóng R ở V5 trên 25 mm, trên 25 mm, chúng ta đo, đặt cái thước đây đo, chúng ta đến cái ô này trên 25 cái ô con, và RV5 cộng với SV2, R ở V5 đây cộng với S ở V2, sóng S đây, sóng S ở V2 trên 35 mm nhé, cộng với sóng S trên 35 mm thì người ta chẩn đoán là dày thất trái. Có thể cộng, có thể các bạn có thể lấy R không ở V5 mà chúng ta lấy ở V6 cũng được. Tóm lại là ở V5, V6 chúng ta nhìn thấy cái R nào nó cao nhất thì chúng ta lấy nhé. Không cần thiết phải chỉ lấy ở V5, có thể V5 hoặc V6. Đây là hình ảnh dày thất trái, các bạn nhìn thấy đây. Khi thượng buồng thất trái nó dày lên như thế này, cơ nó phát triển và cái trong lòng của cái buồng thất trái nó hẹp đi đáng kể và nó gây ra những, có thể những cái bệnh lý, ví dụ như là hẹp đường da thất trái, gây chênh áp, rồi là gây những cái tổn thương nặng nề của cơ tim và bệnh nhân có thể tử vong. Đấy, trong những trường hợp dày thất trái nhé. Tiếp tục đến phần tiếp theo nữa, tôi muốn giới thiệu với các bạn là một số những cái rối loạn nhịp tim ở trên điện tâm đồ mà đối với là chúng ta Y4 chúng ta cần, cũng cần phải biết để cho phục vụ cho việc trực thực hành lâm sàng. Đấy là một số những cái rối loạn nhịp tim. Đầu tiên chúng ta đi vào, đầu tiên là nhịp chậm nhé. Đầu tiên rối loạn nhịp tim, các bạn tim, các bạn thấy là có người nói sao tim tôi đập chậm thế, sao tim tôi đập nhanh thế, vậy nhịp chậm là như thế nào? Nhịp chậm là gì? Nhịp chậm là khi mà các bạn bắt mạch chẳng hạn, thấy nhịp tim đập dưới 60 lần một phút thì người ta gọi là nhịp chậm khi nghỉ nhé. Dưới 60 lần một phút gọi là nhịp chậm. Mời một bạn nhé, mời một bạn đọc cho tôi xem cái điện tim này,
tần số tim là bao nhiêu lần phút, mời bạn lớp trưởng lớp Y4B, bạn lớp trưởng lớp Y4B xem cho tôi cái tần số tim này là bao nhiêu lần phút đây. Em mời thầy là khoảng 50 lần. 50 lần. Nào chúng ta có xem đúng 50 lần không nhá. 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô. Đúng rồi, 306 bằng 50 lần. Đúng, khoảng 50 lần một phút. Rất chính xác. Như vậy, nhịp tim 50 lần một phút là dưới 60 đúng không ạ? Đây là một cái trường hợp nhịp chậm. Đấy. Nhịp chậm này thì nó có thể là bình thường. Nhiều người cũng nhịp chậm. Cũng là người ta gọi là nhịp chậm sinh lý. Nhưng nhiều khi nó cũng là những cái bệnh lý chẳng hạn. Khi mà mình nhịp tim chúng ta đang bình thường là 70-80 lần phút chẳng hạn, rồi tụt cái xuống 50 thì như vậy chắc chắn là bệnh lý rồi. Thế còn có những người nhịp tim bình thường người ta khoảng 50-60 thôi. Ví dụ như tôi nhịp tim cũng chỉ khoảng 60 lần phút thôi. À, thì lúc nó xuống 50 vẫn là bình thường, không có vấn đề gì. Đấy. Thế tiếp tục nữa là đến một cái rối loạn nhịp nữa cũng là nhịp chậm, đấy là ngừng tim hay gọi là ngừng xoang. Ngừng xoang có nghĩa là gì? Biết nước xoang chúng ta bình thường nó phát xung động đúng không? Bây giờ nó chẳng phát xung động nữa, tức là trên điện tâm đồ chúng ta không nhìn thấy sóng P đâu cả. Đấy. Ngừng xoang và chúng ta không nhìn thấy cực, không thấy sóng P đâu cả trên điện tâm đồ nữa. Đấy là ngừng xoang. Thực chất là giữa hai cái tần số tim đúng không ạ? Ví dụ quay trở lại nhé, đây nhịp xoang này đến nhịp xoang này thì giữa này nó là ngừng xoang, nó đang nghỉ ngơi đúng không ạ? Đấy, nó nghỉ thẳng đẳng điện này là không có nhịp xoang, nó nghỉ ngơi. Nhưng mà khi nó kéo quá kéo dài thì người ta gọi là ngừng xoang. Nó quá kéo dài, như bình thường đây ta nhìn thấy nhịp tim đang khoảng 2 ô 150 lần phút, bây giờ nó dừng đây đến tận 15 ô, không thấy tần số tim đâu cả, đây là khoảng 15 ô. Đấy. Đấy. Không nhìn thấy tần số tim đâu cả. Đấy. Không nhìn thấy phước bộ, không sóng P đâu cả. Thì đấy người ta gọi là ngừng xoang nhá. Còn kéo dài nữa, càng dài nữa thì nó gọi là vô tâm thu, thẳng băng không có điện thế, thì mới là bệnh nhân chắc chắn là sẽ tử vong. Trong cái nhịp chậm này thì có một cái nữa là hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm. Hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm có nghĩa là gì? Có nghĩa là xem kẽ các giai đoạn nhịp nhanh thì sẽ có các cái nhịp chậm. Đấy. Thế lúc tim đập lúc nhanh, lúc chậm. Lúc chậm là dưới 60 lần phút và lúc nhanh là trên 100 chu kỳ một phút. Thế đó gọi là hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm nhé. Tiếp theo nữa, trong nhịp chậm chúng ta sẽ làm quen với cả một số những cái rối loạn nhịp nữa. Tức là block nhị thất cấp 1. Ô, tôi xin lỗi các bạn. Sao lại nhảy ra thế này? Các bạn nhìn được chưa? Đấy. Thì block nhịp thất cấp 1 là gì? Block nhịp thất cấp 1 có nghĩa là đây là cái nút nhịp thất này. Ở đây. Thì dẫn truyền từ nhĩ xuống cái nút nhịp thất này. Nó bị chậm trễ. Nó bị chậm trễ như kiểu chúng ta đi đường mà nó bị đường nó bị đông người đi quá, làm cho vận tốc di chuyển của chúng ta, ví dụ đi xe máy nó bị chậm lại, hoặc các bạn là đi xe buýt chẳng hạn, đi xe buýt mãi nó mới qua được ngã tư. Thì đấy, đấy chính là block cấp 1, tức là dẫn truyền từ nhĩ xuống thất bị chậm trễ. Bình thường nó là bình thường khoảng PR, đây khoảng PR bình thường là dưới 200 mili-giây, tức là nằm trong một cái ô vuông to này, từ bắt đầu sóng P cho đến phút bộ QRS là nằm trong cái ô vuông to này. Nhưng khi nó ngoài một cái ô vuông to này chính là block nhịp thất cấp 1, khoảng PR trên 200 mili-giây thì người ta gọi là block nhịp thất cấp 1 nhá. Block nhịp thất cấp 2 là như thế nào? Tức là block nhịp thất cấp 2 thì là nặng hơn block nhịp thất cấp 1. Tức là gì? Có những cái nhát phước bộ sóng P không dẫn được phước bộ QRS và chỉ có mỗi sóng P không thôi, không dẫn được xuống thất và làm không khử cực được thất, thì đấy gọi là block nhịp thất cấp 2. Thì đây gọi là block nhịp thất cấp 2 Mobit 1 hay gọi là chu kỳ Ankerbach. Chúng ta để ý này, chúng ta nhìn thấy sóng P này, PR nó đang ngắn này, đây PR ngắn này, đây một cái ô vuông to nhé, thì nằm dưới một ô vuông to này, ngắn này, đây 1, 2, 3, 4, 4 ô con, tức là 160 mili-giây. Đấy. Sau đó đến nhát thứ hai này, PR nó dài dần ra này, chúng ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ô, đấy, tức là 200 mili-giây. Sau đến nhát thứ ba này, chúng ta nhìn này, đếm này, sóng P nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là 320 mili-giây, 8 ô con. Đấy, 320 giây. Tức là từ 160 này, dài dần ra này, 200 mili-giây này, dài nữa này, 320 mili-giây. Và đến cái cuối cùng là chúng ta không thấy phước bộ QRS đâu cả nữa. Tức là nó bị block hoàn toàn ở đây. Đấy. Đây người ta gọi là
block nhị thất cấp 2 Mobit 1. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ đếm rất là đơn giản thôi. Đây trên cái băng điện tâm lờ này chúng ta đếm này. Đây, 1 sóng P này, 2 sóng P, 3 sóng P, 4 sóng P, 5 sóng P, 6 sóng P. Đến cái thứ 7 mất tiêu rồi, không thấy phước bộ QRS đằng sau nữa. Chúng ta nhìn thấy PR nó cứ dài dần ra đây. PR nó cứ dài dần ra. Đầu tiên PR nó ngắn này, nó cứ dài dần ra. Đấy, tương tự như vậy, cái này cũng thế. Các bạn nhìn thấy PR nó là ngắn đúng không ạ? Đấy. Xong dài dần ra đến đây. Mất gọi là 8 sóng P nhưng chỉ có 7 phước bộ QRS thôi. Và cái này tương tự là 9 sóng P nhưng chỉ có 10 sóng P nhưng chỉ có 9 phước bộ QRS thôi. Còn một cái nó đã bị block đây rồi. Đấy. Cái này người ta gọi là block điện tử cấp 2 Mobit 1 hay chu kỳ Ankerback. Đến tiếp theo là một cái nữa là block nhị thất cấp 3, block nhị thất cấp 2 Mobit 2. Cái này phức tạp hơn, tức là gì? Dẫn truyền từ nhị xuống thất, có thể có nháp thì vẫn dẫn được, nhưng có nháp không dẫn được, và tính chất nó tương đối bền bỉ, tức là các khoảng PP vẫn đều nhau, nhưng có những nháp bóp nhĩ không dẫn được xuống thấp. Là chúng ta thấy nó khác cả cái block nhĩ cấp 2 Mobit 1 là gì. Ta nhìn đấy nhé, sóng P này, các bạn nhìn nhé. Đấy, sóng P, PR này nó không thay đổi. Đấy, PR nó đang ngắn này. Đấy, các chuyển đạo PR này đều không thay đổi. Đấy, chúng ta đo thử nhé. Sóng P này 1, 2, 3, 4, 4 ô rưỡi, tức là khoảng 180 mili-giây. Đấy, PR 180 mili-giây. Cái này cũng thế này, 1, 2, 3, 4 ô rưỡi. Đấy, 180 mili-giây. Đang 1, 2, 3 cái có phước bộ QRS đằng sau. Đến cái thứ tư. Đây, sóng P, chúng ta thấy mất luôn. Không thấy có phước bộ QRS ở đằng sau nữa. Thì đây người ta gọi là block nhị thất cấp 2, Mobit 2, mà khoảng PR này nó không kéo dài. Thì đây gọi là block nhị thất cấp 2, Mobit 2. Cái này nặng hơn là block nhị thất cấp 2 Mobit 1. Đến cái cuối cùng là block nhị thất cấp 3. Block nhị thất cấp 3 có nghĩa là dẫn truyền từ nhị xuống thất này đứt hoàn toàn. Mọi xung động dẫn từ nhị xuống thất này không được. Và lúc đấy thất bóp như tôi nói lúc đầu là tự chủ nhịp của nhịp thất. Tức là từ có thể từ bó hít, từ các cái nhánh phải, nhánh trái mạng Purkinjer. Cho nên tần số tim thường chậm, đấy, thường rất là chậm. Và xung động từ nhĩ thì nó không xuống được thất, cho nên là các cái khoảng P, sóng P thì không thay đổi, nhưng sóng R thì lại đi theo một nhịp riêng. Trên điện tâm đồ các bạn sẽ thấy như thế này. Chúng ta sẽ thấy gì? Sóng P này có thể đằng trước phước bộ QRS, nhưng cũng có thể ở đằng sau phước bộ QRS. Và sóng P đi theo một quy luật riêng, tức là các cái khoảng P, P này này thì nó đệm bằng nhau. Ta đặt cái thước chúng ta đo để, hoặc là đếm ô, ví dụ P này đến P này chẳng hạn. Ta đếm này 1, 2, 3, hơn 3 ô lớn đúng không ạ? Hơn 3 ô lớn thì chúng ta đo cái P này như thế này, 1, 2, 3 cũng hơn 3 ô lớn. Và chúng ta đo cái này, 1, 2, 3 cũng hơn 3 ô lớn. Tức là sóng P thì đi với một tần số riêng và phước bộ QRS đi một tần số riêng. Bạn nhìn thấy đây, tần số QRS đi một tần số riêng đây. Ta nhìn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là tần số tim rất là chậm, tần số thất rất là chậm, mà khoảng chỉ khoảng 30 lần một phút thôi. Thế còn tần số nhĩ thì vẫn duy trì ở mức độ khoảng 80 chu kỳ một phút, nó không đi cùng với nhau. Vậy thì đối với cả rối loạn nhịp chậm này, người ta phân loại ra làm hai loại, đấy là gì? Đấy là rối loạn tạo xung và rối loạn dẫn xung. Rối loạn tạo xung là gì? Hình thành các xung động, đấy là gì? Là do nút xoang, đấy là ngừng xoang, nhịp chậm xoang, hội chứng nhịp chậm và dẫn truyền đúng không ạ? Block nhị thất là dẫn truyền nhị thất rồi. Thì rối loạn dẫn xung người ta có block xoang nhĩ, block nhị thất cấp 1, cấp 2 và block nhị thất cấp 3 nhá. Đấy là đối với cả phân loại rối loạn nhịp chậm. Bên cạnh đó thì tôi cũng giới thiệu các bạn luôn, ngoài nhịp chậm thì còn có nhịp nhanh đúng không ạ? Nhịp nhanh này thì các bạn sẽ học ở Y6 rối loạn chẩn đoán xử trí một số rối loạn nhịp trên lâm sàng thì sẽ nói nhiều đến nhịp nhanh. Thì nhịp nhanh là gì? Đầu tiên là có nhịp chậm xoang thì sẽ có là nhịp nhanh xoang. Nhịp nhanh xoang là gì? Là do nhịp xoang nó phát tần số trên 100 chu kỳ phút. Nếu các bạn lúc nào hồi hộp trước khi thi hoặc là đi học muộn, chạy rất vội vào lớp, bắt mạch mà xem nhịp mình lúc nào sẽ nhanh trên 100 chu kỳ phút, đấy người ta gọi là nhịp nhanh xoang nhá. Bên cạnh nhịp nhanh xoang đấy còn có nhịp nhanh nhĩ, tức là gì? Là các cái ổ khởi phát nhịp từ tâm nhĩ, đấy, nó tự phát xung động, nó hình thành nên tần số, nó tự phát xung động, nó tạo nên những cơn nhịp nhanh nhĩ tần số rất là nhanh, và nó thay thế cái sóng P của nhịp xoang này bằng một cái sóng khởi cực khác hẳn so với cả sóng nhĩ.
nhé. Thế và một trong những cái biến thể của những cái rối loạn nhịp nhanh đấy là chia các cái ngoại tâm thu. Các bạn thấy có thể ngoại tâm thu nhĩ, tức là ổ khởi phát từ nhĩ, nó khởi phát, nó phát truyền dẫn truyền xung động lên phước bộ, các cái phước bộ QNS tương tự như nhịp xoang, nhưng khởi cực là ở tâm nhĩ chứ không phải nút xoang. Cho nên cái sóng P của cái khởi cực ngoại tâm thu nhĩ này hình dạng nó khác cả sóng P của nút xoang, thường nó do bất thường do tính tự động và thường nó có hiện tượng đến sớm và theo sau là một phước bộ QNS tương đối bình thường. Ngoài ra thì ở ngoài tâm nhĩ còn ở tâm thất có thể xuất hiện những cái ngoại tâm thu thất. Ngoại tâm thu thất là gì? Là những cái khởi cực từ thất này nó đến sớm, nó áp cả cái nút xoang đi. Và đây là cái hình ảnh phước bộ ngoại tâm thu thất thường đến sớm và thường nó giãn rộng và chúng ta không nhìn thấy có sóng P đi đằng trước. Đấy. Ngoại tâm thu thất nó thường khác hẳn với cả nhịp xoang như thế này. Quy đáp giãn rộng, theo sau là một quả nhịp bù. Người ta phân biệt các cái rối loạn nhịp trên thất và thất như thế nào? Các cái rối loạn nhịp có nguồn gốc từ tầm trên thất hay gọi là từ nhĩ thì phước bộ QRS nó thường thanh mảnh, đúng không ạ? Nó không ảnh hưởng gì cả, ở QRS thường thanh mảnh dưới 120 mili giây. Còn rối loạn nhịp có nguồn gốc từ tâm thất thì QRS thường giãn rộng. Bạn nhớ nhé, từ tâm thất, ví dụ nhịp nhanh thất ngoại tâm thất thì phước bộ QRS thường giãn rộng trên 120 mili giây nhé. Một cái rối loạn nhịp thường hay gặp nữa các bạn gặp đấy là rung nhĩ. Trên lâm sàng các bạn cũng sẽ gặp, đấy là gì? Rung nhĩ, tức là cái nút xoang không còn phát được xung động nữa và thay thế bằng hiện tượng là rung các thớ cơ ở buồng nhĩ, do cơ chế là do rất nhiều những cái vòng vào lại nhỏ xoắn xiết ở trong nhĩ này, nó gây ra những cái nhiễu loạn mà giống như là khi chúng ta đi đường đông ấy mà không có cảnh sát giao thông người ta phân luồng ấy, là mọi xe cứ va đi theo các cái hướng khác nhau, nó va chạm vào nhau và nó làm cho cái chỗ này nghẽn lại luôn. Đấy, rất đông và tần số thường khoảng 400 chu kỳ phút. Lúc đấy trên điện tâm đồ chúng ta thấy là không còn cái sóng P nữa, sóng P mất đi và lúc đấy sóng P nó chỉ lan tăn này thôi. Đấy, đấy là hiện tượng gọi là rung nhĩ. Những cái rối loạn nhịp khác như là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, như tôi nói các bạn rồi, tức là khởi phát từ trên thất, QRS thường nó rất là thanh mảnh và chúng ta thường không nhìn rõ cái sóng P, tần số tim thường nhanh khoảng trên 140 lần một phút, tần số thì đều. Còn đối với cả những trường hợp nhịp nhanh thấp thì các bạn nhớ nhé, như tôi nói các bạn phân biệt đó là gì? Phước bộ QRS giãn rộng, thường phước bộ QRS giãn rộng và thường chỉ có một dạng phước bộ QRS giãn rộng như này. Đấy, thì gọi là nhịp nhanh thấp. Một biến tướng nữa của cái rối loạn nhịp nhanh thấp đấy chính là rung thấp. Rung thấp thì cũng xuất hiện phát từ rung thấp, có nghĩa là xuất phát từ tâm thấp và nó giống hệt như cơ chế như rung nhĩ. Rất nhiều vòng vào lại nhỏ ở thất gây hỗn loạn thất và làm cho thất không co bóp được. Cho nên trên điện tâm đồ chúng ta không tìm thấy được phước bộ QRS đâu cả, mà chỉ thấy thay bằng những cái sóng thất ngẫu nhiên như này. Có cái lan tăn như này, bắt được. Và nếu đây là những cái cấp cứu nội khoa tối khẩn cấp, nếu chúng ta không cấp cứu thì bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong vì rung thất. Biện pháp điều trị duy nhất chúng ta chỉ có là sốc điện và cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim và sốc điện thì mới có thể vãn hồi cứu được bệnh nhân sống, còn không thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ tử vong. Thì đối với cả cái rối loạn nhịp trên điện tâm đồ thì chúng ta cũng chia ra thành nhịp nhanh cũng chia ra hai loại, giống như là nhịp chậm cũng rối loạn tạo xung và rối loạn dẫn xung. Rối loạn tạo xung là gì? Xung nó rối loạn, nó tạo xung là tự hình thành nên những cái nhịp tim, ví dụ như nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh nhĩ ngoại tâm thu chẳng hạn, hoặc các cái nhịp bộ nối, nhịp tự thất, do tự các cái tế bào cơ tim nó phát xung thì nó gọi là tạo xung. Và hai nữa là rối loạn dẫn xung, tức là qua cái hệ thống dẫn truyền như là cuồng nhĩ, rung nhĩ, đúng không ạ? Do nhiều vòng vào lại nhỏ dẫn ở trong nhĩ, hoặc như rung thất, đấy là do nhiều vòng vào lại nhỏ ở thất, hoặc những cơn nhịp nhanh trên thất hoặc nhịp nhanh thất thì thường là do dẫn truyền và thường là do những cái vòng vào lại. Đấy là những cái phần muốn giới thiệu với các bạn trong cái bài giảng ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có hai tiết để làm quen với cả điện tâm đồ thôi. Thì sau này thì chúng ta sẽ học ở trên lâm sàng cũng như là học ở trên Y6, các bạn sẽ tiếp tục học nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đọc một số ca điện tâm đồ để minh họa cho cái bài học hôm nay nhé. Bây giờ tôi sẽ không mời các bạn lớp trưởng nữa mà sẽ mời các bạn nhé, để chờ tôi một chút. Đấy. Mời các bạn đọc.
Mời bạn Nguyễn Giang Linh vào đây không? Bạn Nguyễn Giang Linh vào đây không? Dạ thưa thầy, bạn lớp trưởng lớp B nên là thầy có thể mời bạn khác được ạ. À, lớp trưởng lớp B lúc ấy bạn vừa trả lời vậy. Nhiều bạn khác rồi, rồi giờ mời bạn khác nhé. Rồi. Bạn Đỗ Hằng có đây không? Bạn Đỗ Hằng có đang học không? Em đây ạ. Bạn Hằng đọc cái điện tâm đồ này nào. Bây giờ bạn đọc cho tôi cái điện tâm đồ này. Thứ nhất, đây có phải nhịp xoang không? Thứ hai nữa là tần số tim này là bao nhiêu lần một phút? Em thưa cô là tần số là 120 lần một phút Tần số là 120 lần một phút. ạ. Nhanh hơn đấy nhỉ. Nhanh hơn 120 lần một phút một chút. Rồi đồng ý. Đây có phải nhịp xoang không? Phần nhịp xoang em không rõ lắm ạ. Đấy. Đây là hình ảnh, đây là một cái nhịp xoang. Tần số tim là khoảng 120 lần phút thì người ta gọi này là nhịp nhanh xoang nhé. Bạn nhìn thấy sóng P âm AVR này, các chuyển động khác sóng P dương. Đây là một cái nhịp nhanh xoang. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp tục đến cái điện tâm đồ này. Mời bạn Trương Thị Huyền Trang có đây không? Có ạ. Rồi, bạn Trang đọc cho tôi cái điện tâm đồ này. Thứ nhất, đây là nhịp, có phải nhịp xoang không? Thứ hai, trục điện tim là trục gì? Thứ ba, tần số tim là bao nhiêu? Em thấy tần số thì khoảng là 50 lần trên một phút ạ. Tần số khoảng 50 lần trên một phút. Rồi, đồng ý. Bạn đếm tần số 50 lần phút. Thế đây là nhịp nhanh hay nhịp chậm? Nhịp chậm ạ. Nhịp chậm, như vậy đây là một nhịp chậm. Có phải nhịp xoang không? Em thấy, em nghĩ đây là nhịp nhịp thất ạ. Tại sao? Tại vì R ở V1, V2 âm ạ. Khi phát hiện, muốn phát hiện nhịp xoang âm, nhịp là nhịp xoang hay nhịp thất, người ta dựa vào sóng P, không dựa vào phúc bộ QRS, dựa vào sóng P để tìm cái tiêu chuẩn của nhịp xoang. Cái này có phải nhịp xoang không? À, đúng ạ, tại vì tất cả nhịp B ở tất cả đều dương, chỉ có ở AVR âm. Thì cái này là gì? Nhịp gì? Nhịp xoang. Nhịp chậm xoang. Trục là như thế nào? Trục điện tim này là như thế nào? Trục điện tim này là trục trung gian hay trục phải hay trục trái? Em vẫn thấy là trục trung gian ạ. Trục trung gian. AV nhịp error ở AVF và D1 đều dương ạ. Đúng thế. Tôi hoàn toàn nhất trí với bạn đọc cái điện tâm đồ này như vậy. Đây là một điện tâm đồ của bệnh nhân nhịp chậm xoang, tần số chỉ có khoảng 50 chu kỳ một phút, đúng không ạ? Và trục là trục trung gian, nhất trí luôn. Rồi, cảm ơn bạn Trang.
Nào bây giờ đến cái điện tâm đồ này, khó hơn đây, sẽ phải nhờ một bạn. Ở lớp này có bạn nào là học giỏi nhất lớp nhỉ? Bạn nào là sinh viên xuất sắc toàn khóa? Bạn lớp trưởng cho biết đi. Bạn lớp trưởng lớp Y4B đi cho biết. Dạ giờ xác định giỏi nhất toàn khóa thì vẫn chưa thống kê, nhưng mà thầy có thể gọi em bí thư hoặc là lớp lớp khoa học tập các thứ ạ. À, bí thư là giỏi. Thế bạn bí thư của lớp 4A là bạn nào đây? Dạ em ạ. À, em tên là gì? Em tên là Vọng. Vọng hả? Đúng rồi. Hôm nay tôi mới biết là bí thư là học giỏi. Rồi. Thế thì bây giờ bạn cho tôi biết đây, thứ nhất điện tâm đồ này. Thứ nhất, đây có phải nhịp xoang hay không? Thứ hai, tần số tim là bao nhiêu? Thứ ba là trục gì? Em thấy đây là nhịp xoang tại vì AV là nhịp âm. Ừ, thứ nhất, đây có phải nhịp xoang hay không? Nếu mà là nhịp xoang thì bạn giải thích tại sao đây gọi là nhịp xoang. À, không phải nhịp xoang thì giải thích tại sao không phải nhịp xoang. Em thấy đây là nhịp xoang. Tại vì là ở AVR thì đây không phải nhịp xoang ạ. Tại vì là ở AVR thì P dương. Ừ, đồng ý, tôi rất nhất trí với bạn. Thứ nhất, đây không phải nhịp xoang. Chắc chắn rồi. Tiếp. Tần số tim bao nhiêu? Tần số tim khoảng là 6-6-6-7 ạ. Đếm chưa? Nhìn rõ, máy có nhìn rõ? Em không nhìn rõ tại vì nó hơi bị mờ ạ. Hơi bị mờ à? Đếm nhá, tần số này tương đối đều, xem bao nhiêu ô đây. 1, 2, tần số tim là khoảng 4 ô. 4 ô lớn thì là bao nhiêu lần phút? Khoảng 75 nhịp. Ờ, khoảng 75 lần phút. Rồi, trục gì đây? Em có thấy đây là trục trục này là trục gì? Trục trái, à trục là trục trái ạ. Trục trái, đúng rồi. Như vậy đúng là bạn bí thư, bạn học giỏi thật. Thứ nhất, bạn nói không phải nhịp xoang, tôi hoàn toàn đồng ý. Thứ hai, tần số khoảng 75 chu kỳ phút, tôi cũng đồng ý. Thứ ba nữa là trục trái, rất đồng ý các bạn. Tuy nhiên các bạn chú ý đây một điều nữa này, cái này không phải nhịp xoang, chúng ta nhìn này. Chúng ta nhìn nhé, chúng ta để ý ở D2 này. Sóng P đã được thay thế bằng cái sóng lăn tăn như này. Đó. Cái sóng lăn tăn này thì đây chính là những cái cơ gọi là rung cuồng nhĩ nhá. Đấy, sóng lan tăn như vậy nhá. Ở trên này biểu hiện đây là một cái cơn cuồng nhĩ. Đấy. Mà các bạn nói là rung nhĩ thì tôi cũng đồng ý thôi. Nhá. Đấy. Ở đây biểu hiện điện tim của một ca như vậy. À, tiếp tục. Đây. Cái điện tim này là hay đây. Mời bạn lớp trưởng lớp răng nào. Lớp trưởng lớp răng là bạn nào? Em thì em đi ạ. Em tên là gì? Em là Duy. Cao Đoàn Duy đúng không? Vâng vâng. Rồi bạn lớp trưởng lớp răng. À, vì đến Y5, Y6 em sẽ học nhiều về răng hàm mặt, không có điều kiện đọc điện tâm đồ đâu. Nên là những cái điện tâm đồ này rất quan trọng đối với cả những bác sĩ làm răng. Thì quan trọng như thế nào sau đây tôi sẽ nói cho bạn. Thứ nhất, bạn đọc cho tôi cái này. Thứ nhất, đây có trả lời câu hỏi thứ nhất này. Đây có phải nhịp xoang không? Câu trả lời thứ hai, tần số tim bệnh nhân này, nhịp tim bệnh nhân này có đều hay không? Câu thứ ba, tần số tim là bao nhiêu? Đấy, bạn trả lời tôi cái này. Em thấy cái này không phải là nhịp xoang. Rồi, câu đầu tiên không phải là nhịp xoang. Đồng ý luôn. Tần số tim có đều không? Ừ,
Thầy là tần số tim không đều ạ. Không đều, tôi đồng ý luôn. Các bạn nhớ nhá, nhịp không phải nhịp xoang, tần số tim không đều. Đây là rối loạn nhịp kiểu gì đây? Các bạn nhìn nhé, đây thứ nhất không phải nhịp xoang thì chúng ta không nhìn thấy sóng P đâu cả. Thay bằng những cái sóng lăn tăn đây này, các bạn nhìn thấy sóng lăn tăn đây này. Lăn tăn như này. Đây chính là gì? Đây chính là sóng F, mà đây chính là biểu hiện, đây là một trường hợp gọi là rung nhĩ nhé. Không còn sóng P nữa và đây là rung nhĩ. Và khi bệnh nhân có biểu hiện rung nhĩ này thì nhịp tim trên lâm sàng các bạn sẽ khám sẽ thấy là nhịp tim đập loạn nhịp hoàn toàn, tần số tim rất là nhanh. Đấy. Đây là rung nhĩ. Đặc biệt đối với các bạn đang làm mặt sau này các bạn hành nghề thì các bạn nếu bị các bạn không khám bệnh nhân trước, không phát hiện được cái hiện trạng này, các bạn đối với những bệnh nhân rung nhĩ này thì chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành các cái biện pháp ví dụ như can thiệp về nhổ răng hoặc là phẫu thuật những cái răng số 8 chẳng hạn. Nếu mà bệnh nhân bị rung nhĩ mà đang sử dụng các cái thuốc chống đông để tránh tạo thành cục máu đông trong buồng tim ấy, thì khi chúng ta nhổ răng thì chúng ta hoặc mổ phẫu thuật hàm mặt cho bệnh nhân thì sẽ gây chảy máu và không cầm được đâu, thì lúc đấy là sẽ dẫn đến những cái biến cố do chảy máu, do mất máu rất là nặng nề đối với cả các bạn bác sĩ về răng hàm mặt. Nên chúng ta rất nhớ phải sàng lọc những bệnh nhân mà có hiện tượng rung nhĩ này để trước khi chúng ta xử lý các vấn đề về răng miệng cho những bệnh nhân này. Bạn phải nhớ như thế nhé. Đây là hình ảnh rung nhĩ giống như Duy nói, thứ nhất là nhịp không phải nhịp xoang, thứ hai là không đều nhanh, đấy không có sóng P thay bằng các cái sóng F lăn tăn này, đấy chính là rung nhĩ nhé. Nào, bây giờ đến cái điện tâm đồ này, mời một bạn nữa đọc. Mời bạn Trần Thị Châu Anh ở lớp Y4B có đây không? Thầy em có. Chào bạn Châu Anh. Bạn Châu Anh cho tôi biết trên điện tâm đồ này bạn nhìn thấy nó có gì bất thường không? Em có thể là thứ nhất là em thấy các khoảng RR thì nó giãn rộng. Rồi, tức là phước bộ QLS nó giãn rộng rồi. Và em biết đây là nhịp chậm vì khoảng RR nó cũng dài nữa, kiểu dài. Đây, đây là hình ảnh này điển hình của một cái là ngoại tâm thu nhé, ngoại tâm thu thấp. Đây là sóng P này, phước bộ QRS này, đây là nhịp xoang bình thường này, đúng không? Đấy, sóng P âm ở AVR đây. Ta nhìn thấy phước bộ QRS, đây là thanh mảnh nhịp bình thường. Bên cạnh đấy có một phước bộ QRS giãn rộng, cửa cực của thấp. Đây chính là hình ảnh ngoại tâm thu thấp nhá. Đấy, hình ảnh này gọi là hình ảnh ngoại tâm thu thấp. À, đây rồi, một cái cơn nhịp nhanh. Một bạn nhờ một bạn đến với tôi tần số tim bệnh nhân này nhá, nhờ một bạn. Bạn Trương Mỹ Duyên có đây không? Ở lớp Y4A. Dạ, em đây ạ. Chào em. Em tính xem cho tôi bệnh nhân này, thứ nhất tần số tim là bao nhiêu? Em thưa thầy, tần số tim là khoảng trên 150 nhịp, đây là một đấy Tức đâu, gần 1 2 trăm ô. Tầm 160 ạ. tần số tim khoảng 160 lần phút, thế đấy là nhanh hay là chậm? Như thầy là nhanh ạ. Như vậy đây là một trường hợp nhịp nhanh, đúng không? Đây là một trường hợp nhịp nhanh, người ta còn gọi đây là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Bởi vì sao, tại sao trên thất? Vì chúng ta thấy phước bộ QRS là thanh mảnh, đúng không? Nó không giãn rộng. Nếu giãn rộng thì là nhịp nhanh thất, còn thanh mảnh là nhịp nhanh trên thất. Và chúng ta cũng không nhìn thấy các cái sóng, không nhìn thấy các cái sóng P nữa. Đấy, không nhìn thấy rõ các sóng P. Đây là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất với tần số là khoảng 160 chu kỳ một phút. Rồi, cảm ơn bạn. Tương tự như vậy, mời một bạn nhé, xem cái điện tâm đồ này là gì nhá. Mời bạn Trần Công Đạt có đây không? Dạ có em ạ. Bạn Đạt là ở lớp Y4A đúng không? Dạ vâng ạ.
Rồi, bạn Đạt xem trên cái điện tâm đồ này cho tôi biết. Thứ nhất, tần số tim là bao nhiêu? Xem cho thầy. Tần số tim khoảng 160 ạ, 170 ạ. Tần số tim khoảng 170 chu kỳ phút, tôi cũng đồng ý với bạn, khoảng 160 170 chu kỳ phút. Thứ hai nữa là phức bộ QRS này có giãn rộng hay không? Xem cho thầy là phức bộ QRS giãn rộng ạ. Một cái nhịp nhanh mà có QRS giãn rộng thì nghĩ đến là gì? Nghĩ đến nhanh thất. Đúng rồi, nghĩ đến nhịp nhanh thất nhé. Các bạn nhớ, cơn nhịp nhanh quét giãn rộng, nghĩ đến nhịp nhanh thất. Đây chính là hình ảnh điện tâm đồ của một cơn nhịp nhanh kịch thất. Cơn nhịp nhanh thất nhé. Đây là chính là hình ảnh điện tâm đồ một cơn nhịp nhanh thất. Đó, các bạn chọn một, hai cái nữa thôi, không bị nhiều quá đọc bị. Đọc vị. Đây hình ảnh này. Hình ảnh này các bạn đọc đây là gì đây? Nhờ một bạn nhé. Hình ảnh này nhờ bạn Nguyễn Tuấn Cường ở Y4 Giác Hàm Mặt. Có đây không? Dạ có. Bạn Cường nhìn tôi đây, hình ảnh điện tim này là của bệnh lý gì đây? Em thưa thầy là của dung nhĩ ạ. Đây là dung thất. À, dung thất. Đây là dung thất. Nếu không cấp cứu kịp thời là bệnh nhân chắc chắn tử vong đấy. Đây là hình ảnh dung thất nhá. Đấy, nhớ thế, hình ảnh dung thất, nhiễu loạn điện tâm đồ không còn biểu hiện phức bộ QRS đâu nữa, chỉ còn lan tan này, đây là hình ảnh dung thất nhá. Nào một bạn nữa đọc điện tâm đồ này cuối cùng. Mời bạn Nguyễn Tiến Hiếu ở lớp Y4A có đây không? Em có. Rồi, bạn Hiếu đọc cái điện tâm đồ này cho tôi biết tần số tim là bao nhiêu lần phút? Thưa thầy là khoảng dưới 50 lần ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, khoảng 45 lần phút. Tần số tim 45 lần phút là nhanh hay chậm? Là chậm ạ. Như vậy đây phải xác định là một trường hợp nhịp chậm. Tiếp tục. Cái này có phải nhịp chậm xoang không? Thưa thầy là không. Không, cái đây là gì? Em nghĩ đây là block nhĩ thất ạ. Đúng rồi, block nhĩ thất. Theo bạn đây là block nhĩ thất cấp mấy? Em là cấp 3 ạ. Đúng thế, đây là block cấp 3, bạn hiểu bạn trả lời. Thế tôi hoàn toàn nhất trí bạn, đây là một cái nhịp chậm do block cấp 3. Bạn rất là giỏi đấy. Cảm ơn bạn Hiếu. Đây chính là điện tâm đồ của một trường hợp block nhịp cấp 3. Các bạn nhìn thấy đây này, sóng P đây này. Phức bộ QRS nó không liên quan gì đến nhau cả. Đây sóng P, có cái thì rất gần phức bộ QRS, có cái thì cách xa, có cái chúng ta chắc không nhìn rõ phức bộ sóng P đâu cả. Có cái thì cách rất xa đến 1, 2 đến hơn 3 ô. Đấy. Tức là sóng P không liên quan đến phức bộ QRS cả. Và tần số tim thì rất là chậm. Đây hiện tượng gọi là hiện tượng phân ly nhĩ thất. Và QRS thì giãn rộng do cực cực từ thất riêng. Và tần số tim thì rất chậm. Cái này người ta gọi là block nhĩ thất cấp 3. Rồi, như vậy là giới thiệu với các bạn cái bài ngày hôm nay là cái bài điện tâm đồ. Cách ghi điện tâm đồ, đọc một điện tâm đồ bình thường cũng như là một số những cái rối loạn nhịp thường gặp để cho các bạn nắm được. Quan trọng nhất là các bạn biết khi một cái điện tâm đồ là của nó bình thường là như thế nào, nhịp xoang như thế nào, trục như thế nào, tần tính tần số tim như thế nào, như tôi đã nói. Bây giờ các bạn có hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì thì chúng ta cùng trao đổi.
Em là thầy, em có câu hỏi ạ. Em muốn thầy, em muốn hỏi là những cái rối loạn về nhịp lúc